chân con sao. Thầy cúi xuống rửa chân con sao, một hành động tràn chứa yêu thương, một việc làm nói lên tình yêu thương. Thầy là Chúa, là Thầy trở nên người tôi ta, cúi xuống Thầy rửa chân con, dạy con sống phục vụ như Thầy đã nêu gương. Thầy cúi xuống rửa chân con sao, Thầy cúi xuống rửa chân con sao, một hành động tràn chứa yêu thương, một việc làm nói lên tình yêu thương. Lời truyền phán dấu yêu, đây là điều răn mới, là giới răn của Thầy. Hãy yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau. Tràn chứa yêu thương, một việc làm nói lên tình yêu thương. Người ta cứ dấu này mà nhận biết, các con là môn đệ Thầy. Nếu các con thật lòng yêu thương nhau, Thầy cúi xuống rửa chân con sao, Thầy cúi xuống rửa chân con sao, một hành động tràn chứa yêu thương, một việc làm nói lên tình yêu thương, một việc làm